Xa xưa thì mình nghe tin là có một vùng đất nó rất là tốt ở phía Nam, đất rất là tốt, đất rộng mì thưa, rừng còn nhiều, đất ba gian màu mỡ mà có thể trồng được những loại cây công nghiệp mà cho có giá trị cao. Câu chuyện là người Dao mới đầu thì đi lẻ tẻ, về sau thì là đi theo dòng họ, sau nữa đi theo cả bạn. Và dần dần là cái phong trào hay là cái làn sóng di dân tự do của người Dao và các dân tộc thiểu số ở núi Bắc nó bùng phát và nó phát triển rất là phổ biến và mạnh mẽ. Ở ngoài quê Lạng Sơn thì nói chung là cũng rất là khổ sở. Ngoài đó thời tiết nó lạnh, cứ đến mùa đông là người già sức yếu thì không chịu nổi, trâu bò cũng thế. Nên vì vậy nên bố mẹ đã có một cái định hướng là chuyển về Tây Nguyên. Bố mẹ vào trước từ năm 2008, rồi sau đó là bố mẹ quay về đón em vào từ năm 2009. Tuổi thơ thì còn rất là nhỏ, tầm cỡ 10 tuổi gì đó, nên là đi vào một quãng đường chung là rất là dài. Người Dao bắt đầu di cư vào Tây Nguyên từ những năm 1980 đến 90. Cái di cư tập trung ồ ạt của họ vào Tây Nguyên và là vào thập niên 1990 đến năm 2000. Và từ 2000 đến nay thì cái di cư của họ là bắt đầu nó chậm lại, nó ít đi. Người Dao khi vào Tây Nguyên thì mới đầu hành trang không có gì ngoài một cái gùi, một con dao phát dãy, một cái rìu và vài bộ quần áo thôi. Người Dao cũng vậy, các dân tộc thiểu số miền núi Bắc khác cũng vậy, thì di cư vào Tây Nguyên thì vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng mà cái nguyên nhân chính ấy, nhưng chính cơ bản xuyên suốt có lẽ là do câu chuyện đời sống. Nó này 2009 quá tài nên giờ sẽ cứu mình tham dòng mạng á, cứ đi ở đắt nông đắt lắc hải đảo giả mình mạng liu thì chạy giờ với mày chạy giống mấy nhàn mai tu liu này đến đâu này nên em kinh nhì tế liu biển đâu này bọn con cứu sổ tu nhàn na liu này chả dâm này mua tỏi này cứu dâm rồi dâm cũng đến xí. Người Dao và người Mông thì là hai cái dân tộc về cơ bản là họ có truyền thống canh tác nương rẫy. Khi mà từ núi phía Bắc mà di cư vào Tây Nguyên thì họ tiếp tục cái sinh kế cũ ở nơi quê cũ, tức là truyền thống của mình ngoài kia mình làm rẫy thì vào trong này mình cũng làm rẫy. Lúc đầu vào thì bà con chúng tôi cũng sinh sống là rải rác ở trong nương rẫy. Có giấy ở chỗ nào mình làm cái lán, cái nhà ở đấy để mình làm ăn. Lúc mới chuyển vô thì ở chung rất là bỡ ngỡ. Trong này là với lại là cái nơi xa lạ nữa. Nhà cửa thì cũng chưa được hoàn chỉnh mấy. Còn nhớ được một lần là đi học về xong rồi nằm ngủ cái giường mà bị mưa tạt vô ấy. Buổi tối là bố mẹ là kêu dậy, với cả nhà ngồi tới sáng. Còn ngày xưa đó thì mới vô đây đốt đèn dầu thôi. Bắt đầu trời chập tối ấy, là cơm nước là xong hết. Nếu mà còn có việc học hành này nọ thì phải đốt đèn dầu, thắp đèn dầu mà học. Bà con lối xóm lúc đó thì vô cũng khoảng chung là thưa thớt,
có mấy anh em ở trong làng thì nói chung là cũng dựa nhau mà sống mà thôi. Nước thì mưa xuống một cái là lúc thì lũ các kiểu tắt nước, mấy ngày không có nước sinh hoạt. Điện thì nói chung là cũng không đủ sáng. Từ năm 2012 thì huyện cũng đã có cái chủ trương là sẽ đưa người Dao ra để mà ổn định cuộc sống tại khu vực của làng Lơ Bơ. Mong muốn của chính quyền địa phương là làm sao để tạo điều kiện cho bà con là có nơi ăn chốn ở cho nó đàng hoàng. Tuy nhiên thì cái thời điểm đó thì vào lấy nhu cầu của người dân thì bà con người Dao là họ cũng chưa đồng ý muốn là ở tại trong đấy, bởi vì là ở trong đấy thì là họ vừa sản xuất rồi thu hoạch, họ sẽ bảo quản nông sản họ thu hoạch được tại đấy luôn thì nó sẽ tiện hơn. Thế còn về ngoài khu quy hoạch đây thì nó sẽ gặp khó khăn do cái quãng đường mà từ cái khu quy hoạch vào cái nơi mà sản xuất ấy, thì nó xa, với lại đường đi lại thì nó còn khó khăn. Thì thực hiện cái đề án mà quy hoạch cái khu tái định cư cho bà con người Dao cho khu quy hoạch, thì hôm nay xã lên đây đã có mời chỗ lãnh đạo đảng ủy, có anh công an, có lực lượng dân quân của xã lên, thì cũng muốn là bà con phải thu xếp công việc gia đình mình, là cố gắng làm sao đấy là ra ngoài khu quy hoạch để sinh sống. Thì về cái chế độ chính sách thì như nãy trong trao đổi đấy, bây giờ là nhà nước sẽ hỗ trợ cái cho bà con mình là 10 triệu là cái tiền để di dời, tức là di dời từ đây ra ngoài đấy, cái tiền vận chuyển cũng như tiền ra ngoài đấy, rồi bà con đóng góp thêm mình xây dựng lại ở cái khu quy hoạch đó làm sao cho nó đảm bảo theo đúng cái tiến độ. Rất là mong muốn làm sao bà con mình cố gắng là chấp hành tốt cái quy định của nhà nước, có nghĩa là mình không nên ở trong đây, là nó là thuộc trong cái khu vực sản xuất là mình không được ở, là mình nên về ngoài cái khu quy hoạch, là quy hoạch đất ở cho bà con đấy, thì bà con mình ra ngoài đấy thì sẽ là cấp sổ đỏ đất ở cho bà con mình tại ngoài khu quy hoạch đấy, thì dĩ nhiên nó sẽ ổn định cuộc sống hơn, từ chỗ cái khu quy hoạch đấy là ra tới trường là nó sẽ gần hơn. Cái thứ hai nữa là từ cái khu quy hoạch đấy, bà con mình có đau ốm bệnh tật là mình đến trạm xã là nó rất là tiện. Cái thứ ba nữa là ở ngoài đấy thì điện rồi nước thì đã đầy đủ hết rồi, thì mong là hôm nay thì chúng cháu vào đây mục đích là muốn là động viên bà con mình sớm ra ở cái nơi quy hoạch cho nó ổn định cuộc sống, thì cũng muốn vào đây là để nắm bắt xem thử là tâm tư nguyện vọng của bà con mình, nếu mà ra ngoài đấy thì cái nguyện vọng của bà con mình là muốn chính quyền địa phương giúp đỡ về vấn đề gì không, thì chú cứ cho chúng cháu biết. Được về ngân hàng, được có hộ khẩu nè,
được có hộ khẩu rồi là có cái quyền lợi ích của gia đình rồi của bản thân, là làm theo bảo hiểm, có hộ khẩu rồi có đau ốm gì nó tiện, nó gần đấy, vui chơi sinh hoạt. Còn ở trong rừng trong rẫy thì nói chung là muốn điều động rồi tập trung thì bà con mình thì sinh hoạt để biết được cái chủ trương của chính quyền rồi của đảng và nhà nước thì nó cũng khó khăn, nên là bà con cần tập trung và vận động thêm hàng xóm rồi anh em trong rừng trong rẫy của mình là về làng ở để cho phát triển về cho con em là học hành cho nó tốt hơn, nắm bắt được cái pháp luật. Chú cố gắng nhá. Dân tộc Ba Na là cái dân tộc mà nói ngôn ngữ môn Khmer có dân số lớn nhất ở Tây Nguyên. Cái địa bàn cư trú của người Ba Na trải rộng trên hai cái tỉnh của Tây Nguyên, một là tỉnh Kon Tum ở phía Bắc và hai là cái Gia Lai ở phía Nam. Có nhiều những cái giá trị văn hóa truyền thống của người Ba Na thì nó phản ánh và nó là hồi âm của cái văn hóa Đông Sơn. Mà văn hóa Đông Sơn này nó xa xưa phản ánh cái tư duy, cái tâm hồn nguyên thủy của người Việt. Lúc đầu vào ấy thì nói chung là cũng bỡ ngỡ. Nói chung là có anh em mà Ba Na ở trong này. Thực ra thì người Ba Na và người Dao là hai cái dân tộc khác nhau, truyền thống rất khác nhau. Người Dao là người mà dân tộc mình nói ngôn ngữ là Mông Dao. Họ có cái truyền thống xã hội khác, có cái tín ngưỡng khác. Người Ba Na thì nói ngôn ngữ môn Khmer, cái truyền thống sản xuất cũng khác, xã hội cũng khác và cái phong tục tập quán văn hóa cũng khác. Và trong quá trình mà mới đầu thì chung sống với nhau thì họ có những khác biệt phải vượt qua. Đi ra đây ở thì nhiều hồi nói bà con người Dao thì cũng vẫn còn cảm thấy rằng là mình là từ người đồng bào dân tộc thiểu số từ miền Bắc về đây và trong đây sinh sống. Thì còn bà con người Ba Na thì là người bản địa ở đây đã sống rất là lâu năm ở đây rồi. Chính vì vậy mà đôi lúc ở trong cái cuộc sống thì nó cũng vẫn còn, nói chung là nó có cái gì đấy gọi là nó cái sự hòa nhập, nhưng mà nó chưa hòa đồng lắm, bởi vì nó còn chưa hiểu rõ được. Chính vì vậy là nó cũng có cái sự khó khăn trong cái cuộc sống ban đầu khi mà cả. Cái nguồn hỗ trợ để mà phục vụ cho cái khu tái định cư này, nguồn đầu tư từ ngân sách của tỉnh hỗ trợ về là 3 tỷ 7. Đường bê tông thì đã mở theo dọc cái tuyến đường. Bên điện lực của huyện cũng đã đến và kéo điện cho bà con đầy đủ rồi. Bên cạnh đó thì cái hệ thống nước tự chảy phục vụ cho sinh hoạt thì bà con là nó đầy đủ, nói chung là không thiếu, kể cả bây giờ thời điểm nó đang rất là hạn nhưng mà nước sử dụng là vẫn còn. Khi mà bà con ra cái khu quy hoạch đây thì mong muốn duy nhất của bà con là được nhà nước quan tâm tạo điều kiện xây dựng, làm cái con đường vào trong cái khu sản xuất để bà con đi lại nó được thuận tiện.
Bây giờ chuyển ra cái làng mới này, bà con chúng tôi thì gần nhau, nhà xa xa sát như này, sinh hoạt cũng rất là dễ dàng. So lại với cái khu ở mới ấy, thì thực tiện rất rất nhiều điều. Thế là nhà ở thì mình có nền, có nhà xây, có tivi, có nói chung là nhà sạch sẽ. Sinh hoạt thì có nhà văn hóa, cán bộ địa phương vào họp thì mình chỉ cần alo cái là anh em cũng tập trung đầy đủ. Ê nó này à, lúc đầu gia tài vừa này cũng giống dĩa với nhiều à. Này à, cô cháu này cô hai cháu tu con mày nhằn này cô giờ cũng mới xìa tôi nó đau này thì chỉ mới mày à, cùng hòa tụ sâu này khâu này nhà nước nên quan tâm của con chuyện này này à, tụ thấu tụ sâu khu nó đau ấy nó với như anh ấy cũng vẫn dâm tú hôm nay là cũng dâm tú à đa là dâm tú như này hôm nay này mình tú tiêu tú điểm hôm nay mình hay kéo khu. Vô đây thì người dân bây giờ thì cũng cuộc sống rất là ổn định. Bố mẹ xây nhà ở đây xong rồi mở quán bán. Rồi giờ thì em có hai vợ chồng ở đây bán thôi. Thế nên cửa hàng của em thì ở chung là trong vùng sâu vùng xa thì em bán cũng ít đồ thôi. Người địa phương ở trong này cũng lâu lâu ra đây mua. Đấy Đăng ạ. Một tô lít. Mấy lít ạ? R. 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 Có tổng to hay? Bà tổ. Bà tổ. Là dàn kia nhau. Có mình em là đi học chung với các bạn. Xong rồi cứ dần dần giao tiếp, nghe họ nói xong rồi mình hiểu ra. Xong rồi vừa học cái nào mình không biết thì mình hỏi lại thì họ sẽ chỉ cho mình. Thì từ đó là bắt đầu là em mới biết được cái tiếng địa phương ở trong này. Mình cùng nhau học tiếng. Một số biết nói tiếng Kinh thì mình cứ cùng nhau nói tiếng Kinh. Mòn chào Mỹ. Cháu chào bác. Người Giao thì học tiếng Bana, Bana thì học tiếng Giao. Tiếng Giao là gì? Tiếng Giao, tiếng Giao là miền tụ sâu. Miền túi sách. Tụ sâu. Tụ sâu. Miền túi sách. Năm học. Tiếng Giao là cơm là nhân hăng. Nhân hăng. Vị mình nhạc đạc hả? Muốn uống nước quá. Mì nhân lạ, nhà đạc. Mì nhân lạ. Bởi nà phân là xa cháo. Xà chào là ăn cháo. Ngôn ngữ thì đặc biệt lớp trẻ thì cái giao lưu và cái học hỏi lẫn nhau rất là nhanh. Để mà giao tiếp, để mà hòa đồng và cùng nhau mà chia sẻ những cái kinh nghiệm sản xuất cũng như là cái đời sống văn hóa thì cái ngôn ngữ có vai trò hàng đầu. Nó giúp cho các cái dân tộc ở trong làng đấy, người Giao, người Bân Hà hiểu nhau. Trước hết phải hiểu nhau đã. Và cái thứ hai trên cơ sở hiểu nhau thì đoàn kết với nhau, chia sẻ với nhau. Theo cái nhân giao xem nhau nữa tại cái dân tộc đây về cùng giờ là liệu đây do nó là học sinh nhỉ, nó anh công tên ông cái lên nó tức là học sinh nữa chứ không học tên nó là đây này là thế hệ nào đây này lại chưa có học làm ta là vậy phần hai là cùng có học làm giao giao là cùng có học làm phần hai với đây mà thế cái đại chúng anh tài chưa được tiền một ngày ta tăng cái tao nó là học sinh nào tài nó là tài cô phải làm vậy giờ mà chưa tô bằng này chưa bắt đi vậy ô nó là những cục cơ quan vậy mà chưa cục cơ quan cái nhân tổ tài này cái gì chả nuôi chả kia đây lồng trường này này nên nó định để lấy lại cơ quan này nhân là đây cái nhân này giao là nhân cũng đem lòng từ nút vào cũng để chăn đông nguy nhân cũng nguy thì chưa xuống. Chị em vẫn chịu đi năm tay
mà chưa khúc đến nó quê thâu nhận đầy giàu nữa là khi cái đi kiểu căn của chợ đi chợ giúp đỡ ruộng con pali thì ruộng đi các bạn giờ mà đầu chung mà đứng chung tàu đang cho mà để ăn mà mình tọt gọi là đang đứng sang nhập mình tọt pali vừa pali giờ từ đứng dậy mà thu niềm buồn mà thay cần mà pali đi đừng giờ dân tộc khác nhau mà giờ đang đi sang nhập ăn vừa giờ đang có mình tọt pali mà hai dân tộc đứng chung một cái điểm là đều là những cái dân tộc thiểu số cư trú trên một quốc gia đa tộc người là Việt Nam, và họ mang những bản sắc, những đặc tính tâm lý của người miền núi, tức là rất là thật thà, rất là chất phác, rất là trung hậu, rất là trọng danh dự, rất là vì những cái sống, vì những cái điều hay phải và những cái tốt. Trong cái bối cảnh mà cái chính sách của Đảng Nhà nước luôn luôn là chú trọng cái nguyên tắc là tuyên truyền vận động các dân tộc sống hòa đồng với nhau, đoàn kết với nhau để mà cùng nhau xây dựng cái đất nước Việt Nam, thì người Dao và người Pana chỉ sau một gian ngắn là họ có cái hiểu nhau, có cái chia sẻ với nhau và đồng hành với nhau trên cái vùng đất mới để mà xây dựng cuộc sống mới. Chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện là tổ chức các cái hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, thì có bà con người Dao cũng như bà con người Pana là cùng tổ chức vui chung. Trong làng có cổng chiêng hay là nhảy múa này đó thì dân vào Dao ở đây cũng vô giao lưu với nhau nhảy múa. Qua đó thì giúp hai dân tộc hòa hợp lại với nhau, có một cái tình cảm cũng gần gũi hơn, nói với nhau hơn. Cái quá trình di dân trong mấy chục năm qua nó dẫn đến là hiện nay ở Tây Nguyên là có mặt hầu hết các cái thành phần dân tộc ở Việt Nam, hầu hết 53 dân tộc thiểu số. Di dân là một hiện tượng tất yếu của một cái xã hội phát triển, và nó chỉ báo phát triển chứ không hàm ý là chỉ báo của cái sự lụt hậu hay là dừng lại. Và vấn đề là bây giờ mình tổ chức cho di dân tự do như thế nào để cho nó bảo đảm theo đúng pháp luật, hiến pháp, và đồng thời rằng là tạo điều kiện phát triển tốt nhất ở nơi đất mới. Trở lại câu chuyện người Dao mà di cư vào Tây Nguyên, thì ngoài cái chuyện phát triển kinh tế rồi xây dựng phát triển xã hội rồi thì là bảo vệ môi trường, thì có câu chuyện là góp phần làm cho cái văn hóa ở địa phương nó đa dạng hơn, làm cho cái bức tranh văn hóa cũng như là cái bản sắc văn hóa của địa phương là nó phong phú hơn, nó đa dạng hơn và nó hỗ trợ nhau hơn trong cái nền văn hóa Việt Nam chung đa dạng nhưng vẫn thống nhất.